Bạch chư đại đức tăng, tất cả chúng con có đồng tin, đồng nguyện vọng, đồng tâm trí, tin nơi Đức Phật, tin nơi Đức Pháp, tin nơi tăng, có ý nguyện, mong chứng ngộ niết bàn, để giải thoát sinh, khổ luân hồi, sinh tử luân hồi trong ba giới bốn loài, chúng con thành tâm kính lễ, dâng ni ca thi na, cùng với thứ vật dụng này đến chư đại đức tăng,
đổi lấy thế nào? Mời các Phật tử đem xứ vật dụng cúng dường tăng lần lượt.